xe cứu hộ Tom. Tom, dậy đi, có điện thoại kìa. Hình như chú xe cảnh sát Matt đang gặp sự cố Tom à. Đi giúp chú ấy thôi. Nhưng chú Matt đang ở đâu? Bạn có thấy chú ấy không? Chắc chú ấy đang ở khu vui chơi. Không, chú ấy cũng không có ở đây. Nhìn kìa Tom, tìm thấy rồi. Tới giúp chú ấy thôi. Xin chào chú Matt. Đừng lo nữa, Tom đã có mặt để giúp chú rồi. Hoàn hảo. Và giờ mình trở về gara thôi. Mình nên làm gì trước đây, Tom? Tuyệt! Trước tiên là thay động cơ. Hãy tháo động cơ cũ ra trước và thay thế nó bằng một cái mới. Bạn có thấy động cơ mới cho Matt không, Tom? Cái này nhìn hoàn hảo đây. Tiếp theo nên làm gì đây, Tom? Đúng rồi, tiếp theo là thay bánh xe. Để thay bánh xe, chúng ta cần nâng Matt lên một chút. Những bánh xe nào chúng ta cần đây? Những cái này đúng không? Đúng rồi, chúng quá lớn. Có lẽ là những cái này. Đúng rồi, đây là bánh của xe đạp. Những bánh xe này là chính xác đây. Đi thay bánh xe thôi. Chuyện gì vậy Tom? Tất nhiên rồi Tom. Một đèn báo hiệu xe cảnh sát mới cho chú Matt. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Chà, chú Matt. Nhìn chú mới toanh. Hẹn gặp chú lần sau chú Matt. Bạn vừa làm một việc đáng kinh ngạc đó, Tom. Hẹn gặp lại nha.